thì từ cái thang này nó có thể thành cái này. Còn bây giờ tôi sẽ bảo tiếp, đó là đến thanh dọc. Thanh dọc này người ta gọi là thanh baluster, là thanh đứng. Thì khi chọn vào đây, chúng ta sẽ vào Edit File này. Mọi người sẽ thấy đây là cái baluster placement. Thì đây là cái thanh đứng. Thì cái thanh đứng ở đây ấy, nó đang cho chúng ta ở đây là rất dễ hiểu thôi. Nó đang là một thanh 20 và khoảng cách nó đang là bao nhiêu? 275. Tôi để chọn đây là 100 nhỉ. Bạn thấy không? Hoặc là các bạn có thể giãn ra là 1.000. Đấy, 1.000 thì nó giống như bên này này. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Đó. Và vấn đề bây giờ các cái thanh này mình có thể thay thế được không? Mình có thể thay thế được. Thì thay ở đây nó chính là cái family này. Tôi chọn lên một thanh lập là này. Này. Ok. Vừa thấy thanh lập là đây không? Và tất cả cái này thì chúng ta đều có thể dựng family được. Đúng không? Thế đây, lập là. Và bây giờ mình sẽ từng một cái ô này nó sẽ là một cái pattern. Đấy nha. Thì mình muốn lấy thêm thì các bạn sẽ thấy ở đây. Các bạn phải hiểu đầu tiên ấy, nó đang để là host bay ấy, đang để là host. Host có nghĩa là đi từ dưới sàn. Còn bay offset ví dụ như nó bay lên 100 chẳng hạn. Ok. Ok. Các bạn sẽ thấy cái thanh này nó cao hơn 100 so với gì? So với gì? So với sàn. Đúng không? Này nó sẽ cao hơn 100 so với sàn. Mọi người hiểu bên này không nhỉ? Cao hơn đấy. Ví dụ như là mình muốn đây chẳng hạn. Ví dụ như đây. Các bạn cao lên 100 hoặc 150. Đây này. Đây cái này này. Còn nếu mà chỗ này các bạn để bằng không. Ok, sát sàn. Nhưng mà cái phần bay này top này. Top là gì? Là lên đến cái thanh tay vịn này. Đúng không? Nó đang gọi là thanh top rail. Đúng không? Và đây nó cũng thể là offset xuống trừ xuống 150 chẳng hạn. Bạn thấy không? Còn đây là 150 này. Thấy không? Thì nó sẽ ra được dạng lan can như này này. Mình hiểu ý tôi nhỉ? Nó cũng giống như bay level, top level ấy. Thì cái này ấy, nó sẽ có một phần nữa là nó không, đây là custom rồi. Nếu mà nó không custom thì nó sẽ chọn chọn là gì? Là từ cái host này đến thanh nào, thanh cao nhất là thanh rail 4 này, là đến thanh rail 4 và bắt đầu từ thanh là từ thanh rail 1 này, nó sẽ ra tình trạng như này. Nhưng mà như này nó không hợp lý về cấu tạo, thì mỗi bên nó phải làm sao nhô ra tầm khoảng 50, thì đây nó sẽ ra 50 này, cái này là trừ 50, còn cái này là bao nhiêu? 50 đấy. Đấy, thì nó nhô ra hai đầu. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đó. Thì đây là một cái thanh này. Còn bây giờ tôi muốn một cái thanh khác vào đây. Thì các bạn có thể là chọn vào đây. Và các bạn có thể chọn vào một phần ở đây nữa. Là chọn cho tôi vào phần số 2 này. Các bạn duplicate này. Duplicate là gì? Là các bạn nhân bản lên. Được nhá. Các bạn chọn đây là host này. Đến thanh top rail này không này, và khoảng cách đấy nó không phải là 1.000 nữa, mà 500 thôi chẳng hạn. Để chọn đây nó là thanh 20 này nhỉ. Ok. Ok. Chính là cái thanh này này. Còn bây giờ các bạn chọn cái khoảng cách ở đây là khoảng cách spacing. Ví dụ như các bạn chọn đây là 500 thì nó sẽ giãn cách đều nhau. Các hiểu ý tôi nhỉ? Còn nếu mà các bạn muốn tất cả các thanh ở giữa này nó chia đều nhau ra là bao nhiêu thì các bạn sẽ phải để module của nó là bao nhiêu, là tùy. Thì ví dụ tôi để đây là 100. Đây là 100. Bạn thấy không? Còn nếu các bạn muốn cái lập là kia nó nhiều, hoặc là bạn muốn có hai chân lập là này nhiều, chọn đây thì các bạn duplicate lên nó. 4. Thì đây nó thành một cái pattern nhé.
Còn nếu các bạn muốn hai thanh này nó cắm xuống dưới đất thì các bạn đắp vi kết làm sao? Đắp vi kết hai thanh lên. Như này này. Anh hiểu ý tôi nhỉ? Còn nếu các bạn muốn tham thêm một thanh ở giữa này nữa. Đây. Edit. Đây. Thì các bạn cũng sẽ thấy đây, đây có một thanh ở giữa này, thanh số 4 này. Mình đắp vi kết lên. Đấy nhá. Thì cái thanh ở thanh vị trí số 4 này sẽ là thanh thay thế. Và thay thế bằng thanh nào? Thì chúng ta sẽ vào insert này. Load family này. Đấy nhá. Không có này. Load family đây. Tôi đánh ở đây là chữ Bayluster. Đây, đây nó có luôn. Là Bayluster. Vào Railing đi. Thì nó sẽ có phần là mục là Bayluster. Đây. Thì tôi chọn đến một cái Bayluster dạng này chẳng hạn. Custom đi. Free. Ok. Load vào. Chọn vào đây. Bạn chọn cái số 4 vừa đấy này. Thì đây nó là gì? Custom Free 3 phần 4 hay 1? 1 đi. Ok. Ok. Là chính nó thay thế cái thanh này này. Mọi người hiểu với tôi nhỉ? Nó tạo thành cái pattern như này, nó giống một như cái lan can ở gì? Chung cư ấy. Nó rất là đơn giản thôi, nếu mà chúng ta hiểu nguyên lý của nó rồi. Thì mọi người hiểu cái vấn đề về cái pattern này chưa nhỉ? À, về cái main pattern này nhé. Thì tôi giới thiệu là rail structure này, hết cái thanh công cụ này này. Đến pattern này tôi hết main pattern này. Main pattern là toàn bộ cái main ấy. Mọi người hiểu không? Còn đây nó có chữ là break pattern. Có nghĩa là gì? Là nó sẽ điểm đầu điểm cuối đúng không? Đây này. Ok. Thank you.